Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự nghiệp văn hóa thông tin của tỉnh đã có bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, nhất là các huyện miền núi, do địa bàn rộng, giao thông khó khăn, nhiều xã bản ở vùng sâu vùng xa, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phương tiện truyền thông chưa thể đáp ứng hết được, đã hạn chế phần nào đến nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thông tin của bà con. Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền lưu động, đưa thông tin hướng về đồng bào, đang được coi là cách làm có hiệu quả hiện nay. Qua đó, lồng ghép các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa biên giới, rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin tuyên truyền giữa các vùng miền. Có vấn đề chứ không cản bộ. Dạ thưa bác, tính đến tháng 9 năm 2013, bộ đội biên phòng phát hiện 17 vụ và bắt 23 đối tượng lừa buôn bán người sang Trung Quốc đấy bác ạ. Không tốt. Trình độ hiểu biết của bà con nhân dân ta còn thấp lắm, công tác tuyên truyền vận động còn gặp nhiều khó khăn, mà nạn buôn người thì nhiều thủ đoạn. Đây là một trong những vở kịch có tính thời sự nhất vào thời điểm này. Với nhan đề Bẫy buôn người, nội dung nói về thủ đoạn của bọn buôn người thường lợi dụng việc thiếu hiểu biết và nhu cầu khát khao tìm kiếm việc làm của con em đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ lôi kéo. Xã Lưu Kiền là một trong những địa bàn mà đội tuyên truyền thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tương Dương chọn để lưu diễn trong đợt này. Là xã xa trung tâm, điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội đặc biệt khó khăn, dân trí thấp. Các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Điển hình là tình trạng buôn bán người, ma túy vẫn chưa thuyên giảm. Riêng một bàn là xa trung tâm xã, xa trung tâm huyện là rất là cần thiết về kiến thức về hiểu biết về cái pháp luật, đặc biệt là cái tệ nạn ma túy và tệ nạn buôn bán người rất là cần thiết. Cho nên là chúng tôi là cùng đề nghị là cần phải có tư vấn, cần phải có tuyên truyền sâu rộng. Gia đình bà Kha Thị Giáo, bản Con Mương, có một người con bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau 11 năm sống như nô lệ tại đất khách quê người, đã may mắn trốn thoát trở về gia đình với hai bàn tay trắng. Gia đình bà Giáo chỉ là một trong số ít các trường hợp có con em bị bọn buôn người lừa bán trên địa bàn huyện Tương Dương, may mắn trốn về được. Ăn kỳ phí sẽ khỏi có bố hụ ăn nè. Mình chưa lại bay à. Lúc đầu nghe cháu nói là cháu có người xin cho đi làm ở Hà Nội. Nhưng sau một thời gian dài không thấy về, gia đình ta lo lắng, cũng đi tìm nhiều lần mà không thấy. Phải đến 10-11 năm sau cháu trốn được về và kể bị bán sang Trung Quốc, gia đình mới biết. Chính vì công việc mà không có công việc làm thì họ đi làm việc là tự do, cũng không biết là cái việc họ bán mình là lúc nào. Trường hợp này đó, là đi cứ làm việc mãi là cũng biết là làm chủ cho chủ à nào đó, dẫn đến là họ đưa đi nữa đấy, đưa đi bán họ có thể làm cái việc gì cho người khác cũng không biết. Những xã có đặc thù điều kiện kinh tế văn hóa xã hội đặc biệt khó khăn chiếm một tỷ lệ khá cao trên địa bàn huyện 30A như Tương Dương. Các tệ nạn xã hội như ma túy, di dịch cư trái phép, con em bị dụ dỗ lôi kéo làm việc xấu, xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân, chưa biết phân biệt những hành vi có thể dẫn tới vi phạm pháp luật hoặc những điều pháp luật quy định không được làm. Nên có nhiều trường hợp vi phạm chỉ đến khi bị các lực lượng chức năng bắt và xử lý mới biết việc mình làm là không được phép. Đối với người dân ở đây thì cái chỗ nhận thức của họ để mà hiểu biết sâu sắc thì chưa. Để mà phân biệt cái làm sai của mình thì cũng nó còn là hạn chế. Nếu như được tuyên truyền rồi là giác ngộ họ thì tin rằng chắc chắn họ sẽ biết được. Tại xã Yên Na, đồng bào Khơ Mú chiếm tỷ lệ khá đông.
Trong khi tại nhiều nơi, phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, thì ở đây việc hưởng ứng và thực hiện còn hạn chế. Người dân chưa mấy mặn mà, còn tồn tại tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Làm sao để người dân thay đổi nhận thức, tư tưởng, cùng góp sức xây dựng bản làng ngày một phát triển, đòi hỏi phải có những phương pháp tuyên truyền phù hợp. Thay vì tuyên truyền kiến thức ở dạng văn bản khô cứng, thì chính những đêm công diễn trực tiếp, cách truyền tải nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của bà con đã tạo nên góc nhìn trực quan sinh động, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ tiếp thu, từ đó nâng cao nhận thức để chấp hành. Chúng tôi còn tổ chức phối hợp với các cơ quan ban ngành tại địa bàn, đặc biệt là trung tâm của huyện, để về tuyên truyền cho bà con hiểu và nắm chắc những cái nội dung thiết thực về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, để từ đó bà con hiểu và nắm rõ hơn nữa để đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn, và đồng thời từ đó là chung tay góp sức để xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang bị các phương tiện nghe nhìn đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan như địa hình khó khăn, dân cư sống rải rác, tập quán định cư của đồng bào không đồng đều, nên vẫn chưa thể phủ sóng hết được. Nhiều vùng lõm, người dân còn đói thông tin. Chính vì thế, việc truyền tải các nội dung về chính sách pháp luật đến với đồng bào một cách hiệu quả đã được triển khai dưới nhiều hình thức. Trong đó, vai trò của ngành thông tin tuyên truyền cơ sở là rất thiết thực. Do cái đặc điểm, cái tâm lý của đồng bào dân tộc thiểu số ấy, thì là người ta cũng rất ngại hội họp. Mời họ đến mà nghe, mà nói chuyện về luật, nói phổ biến về là nghị quyết, rồi là đến đọc sách vở, đó là nghiên cứu về luật, đến cái tủ sách pháp luật, thì hầu như là phải nói là hầu như là không có. Bà con thì rất thích là vui vẻ giao lưu văn hóa văn nghệ, rất thích xem văn nghệ, chứ xem chiếu phim. Nắm được cái tâm lý như thế này thì là anh em trong ngành văn hóa huyện đã lựa chọn một cách là cái truyền tải tất cả cái luật đấy, cái nghị quyết đấy của Đảng vào trong cái những cái vở tiểu phẩm ngắn, vào những trong cái làn điệu, cái dân ca suối khắp Lâm Nhuân của đồng bào dân tộc Thái, rồi là cái dân ca của người Khmu, của người Mông, để truyền tải nó đến với đồng bào. Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, có tính chất thời sự, sát đúng với thực tiễn cuộc sống, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn là trách nhiệm của ngành văn hóa thông tin cơ sở. Trong những năm qua, đội tuyên truyền lưu động, các câu lạc bộ, các đội văn nghệ của trung tâm văn hóa đã thực hiện hàng trăm buổi biểu diễn phục vụ nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương do huyện và các ban ngành đoàn thể tổ chức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Hiện nay thì rất nhiều cái phương thức bằng người dân đã tiếp cận được những thông tin qua cái hệ thống là cái TV, rồi đài, báo. Thì hiện gần những năm gần đây thì cũng đã được đầu sự quan tâm của nhà nước, thì cái các kênh thông tin cũng đã đến gần với đồng bào, nhưng mà đối với cái hình thức mà tuyên truyền bằng sân khấu hóa của trung tâm thì cái hiệu quả vẫn cao, vẫn còn có cái tác dụng, đó là tuyên truyền đến tận vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của đồng bào. Khó có thể hình dung công việc của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền của trung tâm văn hóa thông tin thể thao cấp huyện nếu như không được chứng kiến những công việc thường ngày của họ. Mỗi người có thể đảm đương nhiều phần việc cùng một lúc, là tác giả kịch bản, xây dựng chương trình tuyên truyền, diễn viên, ca sĩ, và thậm chí theo cách gọi vui thì kiêm luôn cả nghề cửu vạn. Mỗi một tiết mục như thế này được đầu tư với một khoản kinh phí khá hạn chế. Mỗi buổi tập luyện hỗ trợ từ 20 đến 40 nghìn đồng cho một diễn viên. Có lẽ đây là công thủ lao chỉ mang tính chất tượng trưng đối với diễn viên của đội tuyên truyền lưu động. Nhưng với lòng yêu nghề, trách nhiệm của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, nên đôi khi những giá trị vật chất được gác qua một bên, mà cao hơn cả chính là hoàn thành tốt công việc được giao, đem những nội dung chính sách pháp luật mới nhất đến được với đồng bào, giúp người dân nâng cao kiến thức.
Đáng lý ra là chúng tôi có một đội ngũ được học hỏi, được trau dồi kiến thức cơ bản từ bắt đầu. Ví dụ như có 9 người đó thì 9 người đó ít ra phải có khoảng được học múa này, được đóng học sân khấu này, được đóng kịch này và được học ca chẳng hạn. Nhưng vì yêu cầu của công việc là một cơ quan thì như cơ quan trung tâm văn hóa chúng tôi là có 17 người, nhưng có nhiều bộ phận, nhiều tổ đội. Ví dụ như có thể thao, có tổ đội văn nghệ là chúng tôi là đội thông tin tuyên truyền, rồi có nếp sống chẳng hạn. Khi yêu cầu công việc thì tất cả các tổ đội và chúng ta chia sẻ lẫn nhau. Hạn chế mà các trung tâm văn hóa thông tin thể thao các huyện miền núi đang gặp phải hiện nay đó chính là nguồn nhân lực. Thiếu người và phải kiêm nhiệm là đặc điểm dễ nhận thấy nhất trong các hoạt động phong trào của trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, chính ngôn ngữ nói cũng là một trong những rào cản khá lớn đặt ra đối với đội tuyên truyền cơ sở. Thời gian tới thì thực hiện cái chủ trương của cấp trên thì chi bộ, cấp ủy chi bộ và ban giám đốc sẽ tiếp tục là xây dựng kế hoạch đào tạo, kể cả cho đội ngũ cán bộ của trung tâm, đó là phổ cập cái bằng đại học là một, và thứ hai nữa là kiến nghị đó là huyện và tỉnh nên định kỳ cũng nên là mở các lớp dạy tiếng các đồng bào trên địa bàn cho tất cả lực lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức của huyện nói chung và cái lực lượng tuyên truyền viên của trung tâm văn hóa nói riêng, để cho công tác tuyên truyền nó được dễ dàng hơn và truyền tải được nhiều cái thông tin đến tận bà con tốt hơn. Nghị quyết huyện Đảng bộ Tương Dương giai đoạn 2010 đến 2015 xác định hình thức tuyên truyền lưu động vẫn là một trong những kênh thông tin quan trọng thiết thực, là cơ sở để hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin thể thao trên địa bàn. Qua đó sẽ có tổng kết đánh giá để đưa chức năng của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện hoạt động phù hợp với tình hình giai đoạn mới. Lộ trình một cái kế hoạch đầy đủ cho đến những cái năm tiếp theo. Một là cái tiếp tục là đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa từ huyện đến cơ sở, và cái bố trí sắp xếp anh em trong cái đội thông tin của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao của huyện Tương Dương ấy là cái đủ khả năng đảm đương được cái nhiệm vụ này. Cái thứ ba nữa là cái tiếp tục hỗ trợ để là về nguồn kinh phí và trang bị đầy đủ cái trang thiết bị, phương tiện để anh em có thể là an tâm làm việc và làm việc một cách có hiệu quả hơn. Cái thứ ba nữa là cái sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy chính quyền cơ sở với là cái đội thông tin tuyên truyền của huyện, và coi như thế là để tiếp tục làm cái ở là phát huy cái hiệu quả của công tác đưa thông tin về cơ sở. Có thể nói, nơi nào chính quyền quan tâm đến chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa thông tin thể thao, ở đó các phong trào cổ động được triển khai mạnh mẽ, là kênh thông tin nối dài trong việc đưa ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở đến được với đồng bào một cách kịp thời. Từ việc tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước thông qua hình thức lồng ghép biểu diễn nghệ thuật, cổ động trực quan, xây dựng các chương trình hoạt động có tính thường xuyên liên tục, sẽ đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, hưởng thụ văn hóa của nhân dân một cách đầy đủ, góp phần trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa bàn các huyện miền núi của Nghệ An.